Xin chào, rất vui đã được gặp các bạn trong video này. Đã bao giờ bạn tự hỏi tiền là gì? Nó là công cụ hay là phương tiện? Hay đã bao giờ bạn tự hỏi mục đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Vậy trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những vấn đề xoay quanh chữ tiền. Tôi là Mai Lai, nơi chia sẻ kiến thức về tài chính. Trong cuộc sống, mục đích của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, vì hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, hay sự bắt đầu của bạn cũng khác với tôi. Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là gì? Nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân của chúng ta, không ai được áp đặt vào ai cả. Mục đích và hành động của bạn có thể không đúng với tôi, nhưng nó đúng với bản thân của bạn. Chúng ta chỉ cần biết những việc làm của bạn không hề sai phạm với pháp luật. Chính vì vậy, trong cuộc sống không có khái niệm đúng sai về mục đích sống. Tuy nhiên, đến cuối cùng tất cả chúng ta đều mong muốn có được 4 thứ sau. 1. Sức khỏe. 2. Sự nghiệp. Trong sự nghiệp thì có tiền. 3. Gia đình. Và 4. Là bạn bè. Khi bạn đạt được cả 4 điều này, bạn sẽ có được hạnh phúc. Vậy trong mục đích cuộc sống có mục đích kiếm tiền. Trong ý số 2 có mục đích là sự nghiệp, đây là mục đích có tiền trong này. Vậy tiền là gì? Bản chất của đồng tiền là gì? Người ta đo chiều cao của bạn bằng độ dài, người ta đo trọng lượng của bạn bằng cân nặng, và giá trị của bạn hay của một vật nào đó người ta đo bằng tiền. Vậy bản chất của đồng tiền cũng chính là một thước đo. Chúng ta kiếm tiền bằng con đường chân chính, đó là giá trị của chúng ta. Ở vấn đề số 3 đó chính là gia đình. Trong cuộc sống có lẽ hầu như chúng ta đều có mục đích này. Tuy nhiên, chúng ta lại dễ dàng đánh mất nó bởi vì chữ tiền. Tiền là mục đích của thằng ngu đần và là phương tiện của kẻ thông minh. Vậy ai cũng cần tiền. Tôi cứ đi tích chữ tiền, kiếm tiền và cuối cùng có thằng thích vợ tôi. Tôi bán đi để lấy tiền. Vậy bạn thấy tiền có thể khiến bạn mất đi gia đình, người thân, thậm chí là sức khỏe. Bạn cứ miệt mài làm thâu đêm suốt sáng chỉ vì chữ tiền, và cuối cùng bạn lại phải nằm trên giường bệnh. Và rồi đồng tiền bạn kiếm được hôm qua lại không đủ cho bạn nằm trên giường bệnh hôm nay. Vậy kiếm tiền như thế nào để bạn đạt được cái gọi là mục đích cuối cùng của cuộc sống? Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói, kiếm tiền gì, làm vì đam mê là chính. Không phải đam mê nào cũng ra tiền, vậy bắt buộc chúng ta phải chọn cái mình không đam mê nhưng ra tiền để nuôi cái đam mê. Và tổng thể cuối cùng có tiền, bạn cần có hai yếu tố sau. 1. Sức khỏe. Bạn nằm trên giường bệnh, ăn chẳng được, nằm cũng không xong. Vậy bạn kiếm tiền bằng cách nào? Lúc này chỉ có tiêu tiền thôi chứ kiếm tiền đâu ra. 2. Phải lao động. Bạn phải trải qua lao động. Lao động có hai dạng lao động. Một là lao động giản đơn, hai là lao động bằng trí óc. Và kiếm tiền sẽ có 4 cấp bậc sau đây. Cấp bậc thứ nhất, một bạn nào đó nghèo, khi bạn mới ra trường cầm tấm bằng đi khắp nơi để nói với người ta rằng hãy thuê tôi đi. Đó chính là kiếm tiền bằng làm thuê. Bạn muốn có vốn ban đầu, bạn phải làm thuê. Sau đó, bạn có tiền rồi, bạn sẽ đầu tư kinh doanh một cái gì đó để ra tiền. Đó chính là kiếm tiền bằng ý chí của bạn, hay gọi là tự doanh. Đây chính là cấp bậc số 2. Đến cấp bậc thứ 3, bạn có nhiều tiền hơn, bạn lớn hơn rất nhiều, vượt lên chính mình. Lúc đó bạn sẽ thuê người khác làm, bạn không cần phải làm, bạn ngồi đó điều hành. Đó chính là kiếm tiền bằng điều hành. Vậy khi bạn không cần phải làm, cũng không cần phải điều hành mà tiền vẫn ra thì đó gọi là ông chủ. Lúc đó bạn thuê người điều hành, thuê người làm và nhiệm vụ của bạn là đi du lịch khắp nơi. Và dòng tiền hoàn toàn tự động, lúc đó bạn hoàn toàn tự do về tài chính và bạn chỉ tự do khi bạn làm chủ được hoàn toàn tự do về tài chính. Có 4 cách kiếm tiền và cũng chính là 4 cấp bậc trong kiếm tiền là làm thuê, tự doanh, điều hành và làm ông chủ. Bạn không có tiền nên phải làm thuê cũng tốt. Bạn có tiền nên bộc một phát bạn làm ông chủ cũng không xấu. Làm việc gì cũng quý hết, không có lĩnh vực nào là hoàn toàn tốt hết. Cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn một câu, không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn. Để có tiền thì hoàn toàn bạn phải trải qua lao động. Không lao động bằng trí óc thì cũng phải lao động bằng chân tay.
Vậy mục đích cuộc sống của bạn là tiền? Không, tiền chỉ là một trong bốn mục đích cuối cùng của cuộc sống. Vậy bạn hãy luôn nhớ mục đích thực sự của cuộc sống chính là sức khỏe, tiền bạc, gia đình và bạn bè. Các bạn vừa xem xong video tiền là gì, mục đích cuối cùng của cuộc sống là gì. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận phía dưới video. Nếu bạn thấy video hay, hãy like và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm chuông để biết thêm nhiều kiến thức về tài chính. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.